Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tôi sẽ ghi hình cho chúng ta xem một số những tác phẩm đẹp ở hội trưng bày cây cảnh thôn Cấm, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang nhân kỷ niệm đón ngày nông thôn đổi mới tiêu biểu. Vâng, giới thiệu với quý vị khán giả, đây là cụ Vị, là một nguyên lão về chơi cây cảnh ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Cụ đã nhiều năm không tham gia làm cây, nhưng mà hôm nay chúng ta cùng nghe cụ chia sẻ về cái cuộc chơi này nhé. Cụ có thể cho biết cái cảm nhận của mình về cái đợt trưng bày cây cảnh lần này, và cụ đánh giá chất lượng cây như thế nào ạ? So với cách đây khoảng độ 40 năm, tôi là cũng là một người là tham gia chơi làm cây cảnh từ những năm 80. Nhưng so từ đó đến nay đến bây giờ thì có thể là nó một trời một vực. Nghệ thuật cây cảnh bây giờ thì không thể nói là nó quá đẹp. Tác phẩm nào đưa về đây triển lãm ở quê tôi cũng là những cái tác phẩm đặc biệt, xuất sắc. Mà tôi cũng đi tham quan nhiều nơi, nhưng mà lần này được các nghệ nhân đem tác phẩm về đây, quả là những tác phẩm có thể nói rằng không chê vào đâu được. So với thời chúng tôi thì nó chỉ là cái ban đầu khởi điểm. Thế nhưng đến bây giờ tôi cũng là một trong những người xây dựng cái hội vệ sinh và cảnh của huyện đầu tiên của huyện Hiệp Hòa. Nhưng đến bây giờ thì lớp các những người, các anh, các chị đi sau thì quá là nghệ thuật. Mà tất cả những người làm nghệ thuật cây cảnh ở đây, tôi cảm nhận thấy không có ai là trí thức, mà toàn là những người nông dân chân lấm tay bùn, bây giờ tự học, tự mình làm mày mò, tự trao đổi rút kinh nghiệm lẫn nhau mà làm nên những cái tác phẩm quá tuyệt vời. Cho nên tôi cảm nhận thấy hôm nay được chiêm ngưỡng lại cái vườn cây cảnh các nơi đem về đây triển lãm ở quê tôi thì tôi quá cảm động. Cảm động là bởi vì thế này, trước đây thì mình cũng làm cây, nhưng mà nó ở cái dạng phôi thai. Nhưng bây giờ nó đi vào nghệ thuật. Mỗi một tác phẩm đem về đây là một nghệ thuật, là một nghệ thuật tổng hợp. Cho nên là các anh các chị bây giờ tôi cho rằng quá giỏi. Toàn là những người nông dân làm lên những cái tác phẩm nghệ thuật này, chứ chẳng có học hành, chẳng có trường lớp nào, chẳng có ai được đào tạo như bây giờ làm như thế này. Thì tôi cho rằng đó là một sự sáng tạo của những người Việt Nam. Cái hay của người Việt Nam chịu khó học tập, mày mò, tự mình tạo ra những cái vẻ đẹp cho bản thân, cho quê hương, cho đất nước, chứ không đua chen mà cũng không tranh giành trong cái chơi, cái môn chơi nghệ thuật này. Đưa về đây là cả một cái tập thể hoàn hảo, hài hòa, anh em đến với nhau vui vẻ, thân thiện, mà tôi cảm thấy là như là một gia đình. Đó là tôi cảm nhận thấy những người đem cây cảnh triển lãm hôm nay, tôi cho rằng tất cả đây là những nghệ nhân tài hoa. Tôi cảm nhận được trong cái quá trình mình làm cây cảnh, chơi cây cảnh, tôi năm nay là 92 tuổi rồi. Tôi chơi cảnh từ cái lúc là 40 tuổi đến bây giờ, là tôi cảm thấy cây cảnh nghệ thuật của ta bây giờ nó tiến quá xa. Vâng, chúng ta vừa được nghe một cụ cũng chơi cây cảnh từ rất trẻ. Năm nay cụ 92 tuổi mà cụ vẫn còn minh mẫn, vẫn ra đây ngắm cây và cảm nhận và chia sẻ cùng chúng ta những cái cảm nghĩ của cụ. Vâng, xin cảm ơn cụ nhé. Vâng, xin cảm ơn. Thì đây chính là cái cây xanh của nhà vườn Phúc Bui, Văn Giang, Hưng Yên. Đây là một cây xanh dáng lão rất đẹp, cái độ nghệ thuật cao. Cây có dáng hơi gù và cái tay thõng xuống rất đẹp. Cây này chúng ta nhìn ở góc độ nào chúng ta cũng thấy nó đẹp, bồng bềnh tảng vân, điệu đà. Đây là một cây có cái giá trị nghệ thuật cao, phải nói là rất đẹp. Trong cuộc đời chơi cây, nếu chúng ta được sở hữu một tác phẩm nghệ thuật như cây này cũng cảm thấy nó rất vui.
Đây là một trong những cây khá già, độ nghệ thuật cao. Chân bệ đã tràn trên mặt chậu. Vâng, ở góc quay này thì hơi có chút ngược nắng, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nhìn được cái bóng dáng của cái cây này. Cây này có hai chiếc rễ từ trên thân đóng xuống rất duyên, tạo nên cái điểm nhấn cho tác phẩm. Rất là duyên dáng, rất là nghệ thuật. Chúng ta xem từ trên cao một lần nữa để thấy được cái tổng bóng của cái cây này. Các bông tán bài mái rất chặt chẽ, không thừa không thiếu, có xa có gần, có trầm có bổng, rất là duyên. Cây này đạt đến ngưỡng nghệ thuật cao. Vâng, xem đi xem lại vẫn thấy cây này nó đẹp. Vâng, và tôi sẽ đi vào cái dãy cây bên trong để chia sẻ cùng chúng ta. Đây là cây xanh của anh Khanh. Cây này là cây xanh của anh Khanh ở Tân Yên. Hai thân ngồi đá. Vâng, đây là cái cây xanh Nam Điền, có cái dáng cúi đầu, ninh phong vọng nguyệt. Chất lá rất đẹp, bóng. Đây là cái cây mới được cắt lá và bật mầm mới. Chúng ta có thể xem cái tay đòn quăng từ trên xuống, cái khuỷu rất nghệ thuật. Cái đường chạy của cái tay này phải nói là rất đẹp. Ở góc quay này chúng ta nhìn thấy được cái tay đổ xuống rất là duyên. Đây là một trong những cây có cái nét độc đáo và nghệ thuật cao. Vâng, rất đẹp. Chúng ta cùng sang bên này xem cây xanh đĩa bay. Đây là tác phẩm đĩa bay của nhà vườn Phúc Vui Văn Giang, Hưng Yên. Đây là một cây xanh cổ, giữ nguyên form cổ, bông tán bồng bềnh tảng vân rất đẹp, đúng lối các cụ làm ngày xưa và cũng không được chỉnh sửa. Bởi vì cây này chỉnh sửa thì sẽ không còn nét cổ nữa. Đĩa bay của nhà vườn Phúc Vui.
kia đi thẳng em mới được. Chúng ta xem cây này từ cái góc quay xuôi ánh sáng. Rất đồ sộ. Chúng ta cùng xem chất lá của cây nhé. Và đến bộ bệ. Cây rất già, mới được anh em tưới nước vào, lộ hết cái da màu đỏ, ôm chặt đá. Đây là một trong những cây cổ rất quý, xanh Nam Điền. Tối này là anh hay là nơi. Những chiếc rễ như chân móng quặp những viên đá bên trong. Vâng, tôi sẽ chuyển hướng sang cây tiếp theo. Đây là cây xanh giáng long, long hóa, già cổ. Phẩm dáng rất đẹp, điệu. Cây này đang gá tạm cái cột đèn để cho buổi tối mọi người đến đây xem. Vâng, chiếc chậu cũng rất đẹp. Những cây già cổ phải nói là rất đẹp. Cây của nhà vườn Phúc Vui Văn Giang Hưng Yên. Vâng, chúng ta cùng xem. Đây là cây xanh bám đá, cũng là cây xanh của nhà vườn Phúc Vui Văn Giang. Cây siêu già. Chân móng chảy chun nhũn. Đây có một cái tay nối liền hai thân đã dính vào nhau. Nó không nhiều hoa như những cây già. Cây già nó như cái cây.
chúng ta xem cây từ mặt đối diện. Chúng ta sẽ chuyển sang một cây tiếp theo. Đây là cây xanh quê của chú bạn Tân Yên, Bắc Giang. Cây xanh bám đá, xanh quê siêu già. Nói chung trưng bày cây cảnh của thôn Cấm đợt này cũng rất nhiều cây chất lượng và giá trị cao. Thì chúng ta xem từ đầu clip đến giờ chúng ta cũng cảm nhận được cái chất lượng cây của trưng bày đợt này. Vâng, còn kia là cây xanh quê của bác Nguyễn Trung Lệ, Đương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Treo băng rôn. Đây là sân khấu của nhà văn hóa ở ngoài trời. Ngày mai sẽ được khai mạc ở đây.